Á hậu Đào Hiền lên tiếng xin lỗi khán giả sau phát ngôn vạ miệng. Số lượng thành viên trong group anti-fan Đào Hiền đang tăng chóng mặt. Sau những ồn ào liên quan đến loạt phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi, tân Hoa hậu của Miss World Việt Nam 2023 đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi khắp mạng xã hội. Mới đây, Á hậu Đào Hiền tiếp tục là cái tên được dân tình đặt vào danh sách anti thứ hai. Ồn ào Ý Nhi chưa kịp lắng xuống, mới đây phát ngôn của Á hậu hai, Đào Thị Hiền trong một buổi phỏng vấn với truyền thông bất ngờ được chia sẻ và gây ra nhiều tranh cãi. Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn Đào Thị Hiền lại gây tranh cãi khi được hỏi kể tên năm nhân vật nổi tiếng ở Nghệ An. Đào Thị Hiền nhanh chóng đáp, Hương Tràm, em, Đào Thị Hà, à Bác Hồ, Phan Bội Châu. Ngay lập tức, Đào Hiền nhận về bão gạch đá từ netizen sau câu trả lời này. Đào Hiền cũng đã gửi lời xin lỗi tới khán giả, sau mấy ngày liên tục trả lời báo chí bọn mình có những câu nói chưa được hoàn chỉnh, chưa suy nghĩ thấu đáo nên cũng xin lỗi mọi người và mong khán giả bỏ qua. Thực ra cũng tốt, mọi người nhắc nhở mình cũng rất vui vì mình sẽ tốt hơn từng ngày. Trước đó, Hoa hậu Ý Nhi cũng hứng không ít gạch đá khi trả lời câu hỏi kể tên ba người nổi tiếng ở Bình Định. Cô cho biết, em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và Vu Quang Trung. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi. Ngôi vị Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt gọi tên Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên. Sau đêm chung kết, mạng xã hội bùng nổ trước ồn ào và miệng đến từ các người đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.